Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Eternal. Trong khuôn khổ sự kiện ASUS Expo 2015 đang được diễn ra, thì ASUS cũng đã mang đến những thiết bị smartphone mới được ra mắt của mình đặt ngay trong sự kiện cho các bạn có thể trực tiếp trên tay và trải nghiệm. Trong số đó thì chúng ta sẽ thấy sự xuất hiện của chiếc Zenfone 2 Laser, một thiết bị có ưu điểm nổi bật là camera lấy nét cực nhanh. Và ngay sau đây, mình sẽ thực hiện bài đánh giá nhanh sản phẩm này. Hiện trên tay của mình thì đang cầm chiếc Zenfone 2 Laser. Thiết bị vẫn mang phong cách thiết kế rất quen thuộc trên những dòng sản phẩm của ASUS. Mặt trước với loa thoại, camera trước 5 megapixel, logo ASUS, phía dưới là ba phím điều hướng Android và phần trang trí với những đường viền đồng tâm. Phần đỉnh máy là vị trí đặt nút nguồn, jack tai nghe 3.5, đáy máy là cổng sạc micro USB. Thiết bị mà mình cầm trên tay là phiên bản mặt lưng màu đỏ. Chiếc Zenfone 2 Laser được ra mắt với 5 phiên bản màu. Tuy nhiên thì hiện tại ASUS chỉ đặt 3 phiên bản màu là đen, trắng và đỏ trên kệ trải nghiệm. Phần mặt lưng là vị trí đặt camera chính, đèn flash 2 tông. Các bạn sẽ thấy bên phải camera là vị trí đặt đèn laser hỗ trợ lấy nét nhanh. Bên dưới là phím tăng giảm âm lượng và loa ngoài. Về cảm nhận khi cầm nắm trên tay thì thiết bị cho cảm giác rất chắc chắn. Máy không mang lại cảm giác rẻ tiền hay ọp ẹp. Đường viền bao quanh máy cũng không quá khác biệt với những thiết bị cùng dòng. Phần mặt lưng có thiết kế dạng cong từ giữa ra hai cạnh nên cảm giác cầm nắm cũng khá thoải mái. Nhìn chung thì đánh giá của mình về thiết bị có chất lượng gia công hoàn thiện và cảm nhận sử dụng khá tốt, có nét tương tự với Zenfone 2. Ngoài ra thì Zenfone 2 Laser sẽ có hai phiên bản khác nhau với mã hiệu sản phẩm sẽ là ZE500KG và ZE550KL. Điểm khác biệt ở hai phiên bản sẽ là kích thước màn hình 5,5 inch và 5 inch. Cả hai đều có độ phân giải HD720p. Camera chính cũng có sự khác biệt với một phiên bản là 8 megapixel và phiên bản còn lại lên đến 13 megapixel. Tất cả đều được hỗ trợ công nghệ lấy nét nhanh bằng laser. Cả hai thiết bị đều sử dụng chip xử lý mới đến từ Qualcomm là Snapdragon 410 và 610 tùy vào phiên bản. Bên cạnh đó thì cả hai sẽ đều có RAM 2GB. Về phần mềm, thiết bị chạy trên nền tảng Android 5.0 Lollipop với bộ giao diện Zen UI đặc trưng, có nhiều tính năng và phần mềm độc quyền như WhatsApp, Audio Wizard. Thiết bị cho phép tải và thay đổi giao diện cũng như icon. Tính năng Zen Motion cho phép kích hoạt nhanh ứng dụng bằng cách vẽ lên màn hình khóa, v.v. Về giao diện camera thì Zenfone 2 Laser cũng không có quá nhiều điểm khác biệt. Người dùng có thể thay đổi nhiều chế độ chụp ảnh được cài đặt sẵn trên thiết bị. Có cả tính năng chỉnh tay cho phép tùy chỉnh sâu vào thông số ISO, lấy nét, tốc độ chụp, phơi sáng, cân bằng trắng với độ K và cân chỉnh EV. Song song đó thì ASUS cũng giới thiệu về công nghệ lấy nét laser mới giúp bắt nét rất nhanh chỉ 0,02 giây. Và mình cũng đã thực hiện một bài thử nghiệm nhanh về tốc độ lấy nét trên camera bằng cách nhấp vào màn hình cảm ứng. Kết quả là tốc độ bắt nét trên camera rất ấn tượng, có thể nói là nổi bật. Tuy nhiên thì thời gian trên tay sản phẩm lại không được lâu nên mình chưa có cơ hội thử nghiệm trên những vật thể chuyển động. Có lẽ khi có chính thức chiếc Zenfone 2 Laser trên tay thì mình sẽ thực hiện đánh giá chi tiết hơn về camera của thiết bị. Và cuối cùng thì mình sẽ thực hiện một bài so sánh nhanh về thiết kế giữa hai thiết bị là chiếc Zenfone 2 bên tay trái và phiên bản mới là Zenfone 2 Laser phía tay phải. Khi nhìn từ bên ngoài, nhất là mặt trước thì cả hai thiết bị đều rất giống nhau vì có cùng chung hiệu thiết kế loa thoại, vị trí đặt logo ASUS, bên dưới là phím điều hướng và phần trang trí. Mình cũng lưu ý là trên Zenfone 2 Laser thì được tích hợp miếng cường lực Gorilla Glass 4 thay vì Glass 3 như trên Zenfone 2. Phần hai cạnh trái phải cũng tương tự nhau vì cùng chung kiểu thiết kế cong. Để phân biệt thì chúng ta sẽ theo dõi phần mặt lưng. Trên Zenfone 2 Laser sẽ có cụm hỗ trợ lấy nét mới đặt cạnh camera và logo Intel cũng sẽ không còn do thiết bị đã thay thế bằng chip xử lý Snapdragon của Qualcomm sản xuất. Và mình vừa thực hiện xong bài đánh giá nhanh chiếc Zenfone 2 Laser. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Còn bây giờ hãy like và subscribe để ủng hộ Eternal. Xin chào và hẹn gặp lại.